nằm trên ngọn cây nè mấy các bạn ơi, ôi chịu ơi. Đó đó các bạn thấy nè, đó nó nằm ở trên đây nè. Ôi nó sẽ thiệt nè. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Ngày hôm nay á thì mình sẽ chỉ cho các bạn làm nhiệm vụ Sikula các bạn. Đó chính là ngày thứ hai nha, là hãy đi lang thang khắp khu trung tâm đó nhằm kiếm cái cục trùng trọt này nè các bạn. Nhưng mà mình không biết cục trùng trọt này là cái gì á, nhưng mà ngày hôm nay á mình là mình sẽ đi kiếm cùng chị Di với lại bé Dương nha các bạn. Đó cho nó nhanh đấy, chứ mà mình kiếm mình nó rất là lâu luôn á. Let's go. Ủa mọi người ơi, mọi người cho hỏi đi, là cái mấy cái cục trùng trọt nó là cái gì à, mọi người biết không? Là cái que kim á. Ủa cái cục trùng trọt mà cái que cái gì chạy? Ờ cái cây kim, cây kim. Cái kem hả? Rồi em nghĩ cái bánh bao á. Nhìn nó giống cái bánh, nó tròn tròn. Nhưng mà lễ tình nhân á thì mình sẽ kiếm những cái gì, những cái chỗ mà liên quan tới tình yêu. Chị Di nghĩ ở đâu gì vậy? Ờ chị nghĩ là trong tiệm pizza. Tiệm pizza á? Vậy mình vô tiệm pizza mình coi thử đi. Đi. Nè mình đi chính giữa luôn nè. Còn mấy Dương nghĩ ở đâu bé Dương? Nó ngồi uống cà phê, tại yêu đương nó hay tới cà phê hẹn hò lắm. À. Giờ mình vô tiệm pizza trước đi. Đúng, tiệm order hai cái ăn luôn, ánh sáng. Rồi chị Di ơi. Đó. Nè. Đó thì chị nói mà, chua. Đó. Đúng rồi. Ủa nhưng mà không phải cây kem nha, cái này là cái bánh hay gì á? Gì hả? Cục kem. Sô cô la hình tròn. Để em kiểm tra. Ơi đúng rồi nè. Cái thứ hai. Ừ cái này là cái bánh sô cô la. Ừ chắc vậy. Dạ. Rồi mình tìm được một cái rồi. Ôi chết rồi, em bị nhốt rồi. Ủa rồi bây giờ mình em theo em nghĩ nha, là lễ tình nhân là đúng là người ta sẽ gửi thư cho nhau á, cho nên là em sẽ chạy ra cái chỗ mà gửi thư nha. Đó xong rồi mình sẽ qua bên quán cà phê của bé Dương chỗ gửi thư này. Có này không? Có rồi, giờ mình sẽ chạy lên đây. Let's go. Ê nè nó nằm giữa cái thùng rác và cái chỗ thư nè, chỗ gửi thư nè. Wow, xịn. Vậy là mình tìm được hai chỗ rồi. Rồi hả? Rồi bây giờ đi qua cà phê. Đi chị, đi với Dương, đi qua quán cà phê nè. Đó nó nằm ở đối diện luôn. Vô. Rồi quán cà phê. Ơi đây nè chị Di với Dương ơi. Đây nè, không ai đứng ở trong đây luôn á, dễ thấy lắm. Ôi có mẹ. Ba chỗ. Lâu. Hơn ta. Chị có ta ơi. Vậy là bây giờ mình còn ba chỗ nữa không ta? Đúng rồi, còn ba chỗ nữa. Thường hẹn hò là mình sẽ đi công viên ngắm cảnh. Ra chỗ đây thử coi. Công viên ngắm cảnh, ăn kem. Đúng rồi. Ăn kem hả? Chờ kem ra. Vậy mình sẽ chạy là chị Kem. Mình chạy là chị Kem. Mình nhìn. Đây, chị Kem nè. Đó. Ôi. Đâu. Nè. Nó nằm trên ngọn cây nè mấy các bạn ơi, ôi chịu ơi. Đó các bạn thấy nè, đó nó nằm trên đây nè. Rồi mình đã tìm được 4 cái rồi. Ủa vậy là còn 2 cái nữa, em nghĩ ở đâu có nữa bây giờ? Yêu đương nó hay trong phim nó có hay mấy cái cảnh gọi là chăm sóc nhau á. Thì em nghĩ là mình thử vô bệnh viện coi như thế nào. Chăm sóc nhau à, vậy là ở bệnh viện nè. Ok. Rồi vậy mình vô bệnh viện đi. Đi. Đi thôi ghê vô. Ủa bệnh viện nó nằm hướng nào vậy? Anh quên mất tiêu rồi. Thôi chờ em xíu. Hai đứa mua đồ để em mở. Đợi em mở ra là anh thấy luôn cái bệnh viện rồi đó. Anh nói nè. Theo bọn mình nghĩ là ở trong bệnh viện là sẽ có cái thứ năm nha các bạn, cho nên là bọn mình sẽ vô bệnh viện nha. Vô. Yes, go. Bây giờ thì anh nghĩ nếu mà nó nằm ở dưới đất á, nó nằm ở dưới tầng 1 thì nó chắc nó rất là dễ kiếm, cho nên là mình sẽ tăng độ khó cho game đi, mình sẽ lên trên đi. Đúng rồi, lên tầng 2 thử coi ai tìm mình. Chú tiền không anh? Ok. Đi. Em nghĩ là em sẽ tìm được đầu tiên. Tại vì đó giờ Dương may mắn chỗ lắm. Ui. Ngoài đông thế. Rồi, anh tìm thấy rồi nè. Nè, nó. Nằm ở trên đây. Ôi, nè. Ê, đúng rồi. Wow, xịn chưa? Xịn, siêu xịn luôn. Rồi. Rồi, vậy là mình đã tìm được 5 cái rồi nè. Vậy là còn một cái cuối cùng nữa thôi. Đi, mình bây giờ mình đi ra ngoài. Theo anh nghĩ nha, cái cuối cùng này á thì nó sẽ nằm ở ngân hàng á. Em biết tại sao không? Tại sao vậy? Trời, tình yêu muốn chinh phục người phụ nữ là phải thông qua cái dạ dày đó. Là có nghĩa là đi ăn uống thì sao? Phải có tiền. Có tiền thì phải vô ngân hàng. Let's go. Đúng, hợp lý. Đó, mình vô ngân hàng á thì mình sẽ kiếm tiền ở đâu? Kiếm tiền ở trong chỗ anh giám đốc. Đó, mình sẽ vô chỗ anh giám đốc em ơi. Đây, bên đây nè. Đây nè, bên tay phải nè. Rồi. Em tới. Đó,
đi thôi đi thôi. Dạ chú. Vô vô vô, đây là anh giám đốc, nhưng mà mình sẽ kệ ảnh nhà mình đi vô trong luôn. Anh xấu trai quá. Đây, cái cuối cùng đây. Ờ mấy bạn này che là mất tiêu rồi. Đây là cái cuối cùng nha. Đó. Wow. Rồi vậy là đủ rồi nè. Đúng đúng đúng. Ôi ôi, nhưng mà không có cái gì hết nha. Có nghĩa là mình chỉ hoàn thành ngày hôm nay thôi. Hiểu rồi. Đó đó, em có thấy anh với lại cái bạn mà thanh đệ này giống nhau không? Y chang luôn, khác quả đầu. À, nó khác cái con mắt đó. À đúng rồi, cái đầu nó khác khác xíu. Ồ, y chang nhau luôn không? Đúng đúng đúng. Nhưng mà bây giờ em biết tại sao mà lại cosplay được giống cái anh thanh đệ này không? Ờ, không, sao anh cosplay được vậy? À. Rồi bây giờ anh sẽ chỉ em nha. Đó, em sẽ bấm vào cửa hàng nè. Em sẽ kéo xuống một xíu. Kéo xuống một xíu nha. Đó, thì nó sẽ có một cái bộ trang phục. Ủa? Ở đâu gái đâu? Ở đâu rồi? Anh mua ở đâu vậy? Ơi, trang phục này như nó hết hạn rồi các bạn ơi. Ủa, cái gì cái chịu rồi. Tại nào hồi nãy anh mặc lại nó thấy nó là lạ rồi. Ừ, nó hết hạn rồi. Nó nằm ở đây nè, nó nằm ở sản phẩm yêu thích nè. Cái gói của Nam. Ủa sao tự nhiên nó mất tiêu rồi. Thôi chịu rồi. Trời đất ơi. Rồi vậy đâu mất rồi nha các bạn ơi. Mình muốn chỉ các bạn lắm nhưng mà nó nằm ở đây nè. Nó nằm ở gói sản phẩm yêu thích nè các bạn ơi. Nhưng mà bây giờ mình không còn thấy nữa, nó mất tiêu rồi. Cho nên mình sẽ quyết định là mình sẽ vô mình bóc thử một hộp bốc thăm nha các bạn ơi. Có may mắn hay không nha. Theo em nghĩ là anh sẽ bóc ra cái gì bây giờ? Nó bóc loại nào? Ơi, bóc thăm mèo tay đua. Cái xe xịn lắm. Siêu rồi. Đẹp luôn. Thiệt. Cái một ra xe luôn hả? Đúng đúng đúng. Một phát anh luôn cái xe. Vô. Anh có 5 cái lận. 5 dép rồi đi. Ờ cái thùng xăng mèo tay em ơi. Thêm cái nữa đi, thêm cái nữa đi anh. Em hỏi nha, có bùa chú vô không hay là mở luôn? Bùa chú người ta. Úm ba la ra xe đi. Vô. Gì đây? Xe, ui. Xe. Ủa. Ủa này là gì vậy? Các bạn máy tính em ơi. Em biết anh là game thủ streamer đồ đó nên là người ta cho anh cái bàn máy tính vậy anh xài đó. Hơi bị tâm lý luôn. Rồi hả? Đúng rồi, không có xe thôi, cầm tạm đó về xài tạm đi anh. Rồi, bây giờ còn 3 hộp nữa nè, mở luôn nha. Đúng 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 mày. Vô, gì đây? Ý, ôi, nó xe thiệt nè. Ôi, nó xe. Ê, vừa anh nói mà xe. Thôi, chẹo rồi. Yeah. Mở ra, đi thử đua. Thôi, chẹo rồi. Ba bạn mở xe ra đi. Ba, để anh cho mấy bạn xem cái thông tin của chiếc xe cái. Tốc độ 7 nè, độ tăng tốc 11, độ gia tốc 20, một chỗ. Trời, nó có một chỗ à. Ba vé là xe, trừ á. Cảm ơn, nãy em thấy các bạn kêu đi, trời siêu ngầu. Anh mở ra đi rồi. Chịu ơi, đến hàng đây nè. Siêu ngầu luôn. Nhưng mà không biết là ra khỏi đi trên nước được không ta, để anh thử coi. Không được rồi. Anh rớt luôn rồi. Chị đi ở trên đường thôi. Rồi anh đã qua được khu hôm thao rồi nè. Bây giờ thì anh chạy thử coi nha. Em đây nha, em đây nha. Vô. Wow. Đẹp quá. Nè, bắn lửa hồng, lửa vàng gì tùm lum ở sau đít nè. Trời ơi, có chịu đó. Tỉnh ra thì hỏi này, em thấy cái xe siêu đẹp. Wow. Ủa vậy là chiếc xe này là chiếc xe nhanh nhất của em á hả? Sao? Thôi chịu rồi. Do vậy chứ bây giờ anh chấp em chạy trước á. Này nó khinh thường. Xe 54.000 tiền sao à. Rồi em chạy trước rồi. Rồi anh chạy trước rồi đó. Rồi giờ đếm nha. 3 2 1 vô. Đủ anh dụ được luôn á. Trời, không ăn gian nha. Ai thèm ăn gian. Rồi ai biểu anh chấp em chạy trước làm chi. Thôi chắc rồi. Rồi anh chạy tới đường quẹo rồi đó. Anh nhớ câu chuyện rùa thật không? Này là anh thua chắc rồi đó. Ê, chỉ cần em không ăn gian thôi là anh sẽ thắng em. Thôi em thua anh gian. Em thua anh gian, anh thua rồi đó. Ủa, tới lúc anh chạy mới để ý nè, cái bánh xe nó quay nè. Ngoài hai cái kia nó ra tia lửa vàng hồng mà bánh xe nó quay nữa. Đẹp lắm luôn á. Đúng rồi, đẹp vậy. Ê, anh thấy em rồi nha. Ai không phải, tại anh nói chuyện em quên, em không bấm tiếp. Ơi, thiệt tình. Cái gì vậy trời? Ơi, sắp thắng rồi, sắp thắng rồi. Anh nữa, sao thủ tâm lý. Trời đất ơi. Ghê hả? Rồi, tới đích rồi, chạy hoài ơi. Rồi mình sẽ qua mình phe chị Di với các bạn ơi. Trời đất ơi, cái chị này tự nhiên chạy qua phố Đông Á làm gì vậy trời. Chắc kiểu như bên Việt Nam đông quá hả vậy các bạn. Bây giờ mình sẽ bay qua bên Đông Á mình gặp chị Di luôn nha. Let's go. Em đi trước. Ủa, đi đâu vậy? Trời đất ơi, hồi nãy giờ tìm sẽ qua lại với chị nè. Nhưng mà em có một cái phe với chị nè. Hả, cái gì? Kiếm đai rồi hả? Thì em kiếm đủ hết rồi nhưng mà một xíu nữa em sẽ chỉ chị sau. Nhưng mà bây giờ em phe cái này nè. Đó, lấy ra cho chị coi nè. Ghê chưa? Cái gì xịn đó. Đố chị mấy vé. Mấy vé vậy, bữa nay nó có tặng vé nào không?
Bữa nay có tặng không em không nhớ. Có tặng không ta? Hình như là không có. Ui. Cái gói chị mấy hộp, 10 hộp hả? 10 hộp sai. Mấy hộp ta? Nói cho chị hết hộp chơi nè, nó chỉ có 3 hộp thôi. Trời ơi hên vậy. Chị mở một đống mà nó không ra. Mở 3 hộp nó ra luôn, em không tin nữa mà. Ghê chưa? Trời. Quá hên luôn. Ủa bây giờ chị còn thiếu mấy cái nữa? Một cái nữa, một cái cúng cùi. Một cái cúng cùi hả? Dạ, đợi bé Dương này, để em gọi bé Dương qua. Rồi bé Dương qua rồi nè chị. Bây giờ bé Dương sẽ dắt chị đi tìm nha. Còn video của em sẽ đến đây cũng đã kết thúc rồi nha các bạn. Hẹn các bạn vào clip sau nha. Còn bây giờ là bye bye. Bye mọi người, bye bye. Rồi bây giờ mình sẽ trả cái mini game cho các bạn ở video trúng tiền tập 6 nha. Đó, mình sẽ quay một bạn may mắn nhận được vương miện nha các bạn ơi. Không biết ai là người may mắn đây. Hello anh Quà đầu nè, trời ơi vậy là em đúng quý ra em đã được vương miện á, nhưng mà em comment sai rồi. Bây giờ anh sẽ quay lại một bạn khác nha. Đó, quay lại một người khác nha các bạn. Trời ơi, bạn đó hình như là chỉ có video của mình thôi. Wow, đây là bạn Kari các bạn. Rồi mình sẽ copy của bạn Kari này nha. Rồi bây giờ mình sẽ gửi quà cho bạn Kari này nha. Những bạn nào mà muốn tham gia mini game của mình á thì các bạn nhớ cho mình một like, một lượt đăng ký kênh và nhớ nhấn nút chuông và nhớ để lại tên nhân vật của mình ở trong game nữa nha các bạn. Ở dưới phần bình luận nha. Và mình sẽ kết bạn với một bạn may mắn. Ủa, mình sẽ kết bạn với một bạn comment sớm nhất ở trước video này mình đăng lên á. Ai là người comment nhất á, sớm nhất thì mình sẽ kết bạn với người đó. Các bạn nhớ nhanh chân comment nha. Còn bây giờ á là tạm biệt thiệt nè. Bye bye.